Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên mình có nhận được một cây đàn Custman K150 của khách gửi bảo hành. Tình trạng của đàn là đang bị một phím không kêu, còn lại vẫn hoạt động bình thường. Thì nhân tiện đây, chúng mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn tháo lắp, thay thế linh kiện và khắc phục cái lỗi thường gặp này: phím không kêu hoặc là bị nổ tiếng, tiếng lớn, tiếng nhỏ. Thì để trước tiên thì chúng mình chuẩn bị một cái khay để đựng ốc, tại vì cái đàn này có rất nhiều ốc ở bên trong, thì mình chuẩn bị khay mình đựng riêng từng ốc ra cho nó khỏi bị lộn. Cái thứ hai mình chuẩn bị đó là một số dụng cụ như là tô vít lớn, tô vít nhỏ, một cái cọ, một miếng than chì. Đây nó đây. Rồi, một cái bông gòn và một lọ cồn. Nếu được thì chúng mình chuẩn bị thêm một cái khoan để mình tháo lắp ốc được nhanh hơn. Ở đàn Custman K150 thì thường có một số cái lỗi mà chúng ta thường hay gặp, đó là mất tiếng một hoặc nhiều phím, hoặc là tiếng lớn, tiếng nhỏ. Thì nguyên nhân chính là do bụi hoặc là do cao su bị hết than chì. Thì chúng ta có thể xử lý nhanh bằng cách là sử dụng bông gòn và cồn lau trên những cái cao su hoặc là trên cái mặt. Rồi còn một số cái lỗi khác thường gặp nữa là những cái nút chức năng này, có lúc chúng ta bấm nó không ăn, có lúc thì nó lại ăn. Thì nguyên nhân chủ yếu là do bụi hoặc là do bị đổ nước. Thì chúng ta sẽ hạn chế làm việc đổ nước xuống những cái mặt này. Thì cách khắc phục thì chúng ta chỉ cần sử dụng bông gòn và cồn, chúng ta vệ sinh nhẹ nhàng sơ qua là có thể hoạt động trở lại bình thường. Còn một số trường hợp sau khi mà vệ sinh xong mà không hoạt động bình thường thì các bạn có thể gửi đến cho cửa hàng của chúng mình để chúng mình tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc là thay thế linh kiện. Và đó là một số cái lỗi mà chúng ta thường hay gặp trên Custman K150. Điển hình là không kêu ở trên cái đàn này. Thì hôm nay chúng mình sẽ tiến hành tháo lắp và khắc phục cái lỗi không kêu trên cái phím này ở đàn Custman K150. Thì trước tiên thì chúng mình nên tắt nguồn cái đàn, tháo nguồn để trong quá trình mình làm thì không bị chập mặt hoặc là chập điện. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lật cái đàn lại và tháo toàn bộ ốc có ở mặt sau. Thì ở đây mình có khoan nên mình sẽ sử dụng khoan để mình tháo cho nó lẹ. Các bạn lưu ý ở đây ha, khi mình lật cái đàn lại rồi thì mình xem ở tất cả này đều có những cái vị trí của ốc ở mặt sau lưng này, thì các bạn tháo hết toàn bộ ốc ở mặt sau ra giống như mình tháo. Rồi, tiếp đến là mình sẽ tháo 4 con ốc ở trên mặt lưng. Rồi sau khi tháo toàn bộ ốc ra thì mình bỏ vào trong cái khay mà mình chuẩn bị lúc đầu, riêng ra từng vị trí. Và mình nhớ nó là ốc lưng, để lát nữa mình lắp vào không có bị lộn. Rồi đây là mình sẽ tháo toàn bộ ốc ra xong rồi. Bây giờ mình tiến hành lật lại. Mình sẽ mở mặt nạ lên. Thì khi mở mặt nạ lên thì các bạn lưu ý là ở dưới mặt nạ sẽ có một cọng dây của hộp pin kết nối với bo mặt. Thì mình mở nhẹ nhàng để tránh trường hợp nó bị bứt, làm bể hoặc là gãy cái chân pin ở bo mặt này. Thì mình sẽ tiến hành tháo cái chân giắc cắm của hộp pin ra trước. Sau khi tháo cái giắc cắm của hộp pin ra thì chúng ta đã lấy được cái mặt nạ ra. Rồi, trước khi mình tiến hành tháo lắp và thay thế linh kiện thì mình sẽ sử dụng điện thoại. Mình chụp lại cái bảng mặt này. Đây, mình đã chụp lại cái bảng mặt này. Để lát nữa sau khi mình làm xong thì mình sẽ dựa vào cái bảng mặt lúc đầu mình chụp, mình cắm lại những cái cọng dây kết nối này để sử dụng cho đúng chức năng của đàn. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cắm lộn nó thì nó sẽ bị loạn một số chức năng, nó sẽ không giống như lúc ban đầu của nhà sản xuất, thì mình nên sử dụng điện thoại để mình chụp lại. Nếu có thể được thì mình sẽ đánh số thứ tự vào những cái chân giắc này để mình cắm theo thứ tự để không bị lộn. Thì cái đó lát nữa mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem, các bạn có thể làm theo. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tháo toàn bộ cái dây giắc ở trên bo mặt này.
Đây là giá cống của mạch phụ. Đây là dắt bàn phím nè, bàn phím bên trái. Đây là dắt bàn phím bên phải. Đây là dắt của màn hình. Rồi, đây là dắt của mặt phụ. Rồi, đây là hai dắt của hai loa. Rồi, đây là dắt cuối cùng là dắt của nút nguồn. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành tháo xong toàn bộ dắt ở trên bo mạch này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tháo toàn bộ ốc ở trên này ra, thì chúng ta sẽ tháo và thay thế được linh kiện ở trên này. Rồi, bây giờ mình tiến hành tháo ốc. Rồi, ốc ở trên cái bảng mạch này nó rất là nhiều, nên các bạn tháo và các bạn để gọn sang một bên giống như mình, để tránh trường hợp bị mất ốc. Rồi, khi mà mình tháo những cái bo mạch này thì mình nên làm nhẹ nhàng, không nên làm quá mạnh tay, tại vì các cái mạch này nó rất là nhạy cảm, nó rất là mỏng, rất dễ là bị bẻ hoặc là bị gãy. Nếu mà mình làm mạnh quá thì nó bị gãy thì cái đàn của mình sẽ không hoạt động được bình thường. Thì mình nên làm nhẹ nhàng, tránh va đập vào những cái con tụ này làm nó bị gãy chân. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành tháo xong toàn bộ ốc ở trên cái bo mạch này. Thì đây là mặt phụ của cấp men K150. Các bạn quan sát kỹ và nhớ vị trí của nó ha. Rồi, tiếp đến là đây là màn hình của cấp men K150. Đây là bảng điều khiển của cấp men K150. Rồi, thì ở các bảng điều khiển này sẽ có một cái số lỗi mà chúng ta thường gặp, là mình bấm các chức năng của nó không được nhảy, không được hoạt động bình thường. Có thể là do bụi nó có thể bám vào trong những cái mặt này. Thì cách xử lý nhanh khi chúng ta gặp trường hợp đó là chúng ta sẽ dùng cồn bông gòn, chúng ta vệ sinh những cái mặt này một cách nhẹ nhàng, hoặc là vệ sinh tiếp những cái cao su này, chỗ nào mà bị bụi. Giống như ở đây mình có một số cao su nó bị bụi này, thì mình sẽ tiến hành vệ sinh nó. Rồi, mình sẽ tiến hành mình vệ sinh luôn. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng bông gòn và cồn để lau nhẹ qua trên cái phần đó. Trước khi mình tiến hành lau thì mình sẽ sử dụng cái cọ, mình quét sơ qua những cái bụi bám ở trên mặt này, cũng như là ở trên cao su. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cồn và bông gòn, chúng ta đổ ra một lượng vừa phải và chúng ta lau nhẹ nhàng trên những cái mặt này. Những cái mặt này nó rất dễ là bị đứt, nên chúng ta chỉ lau nhẹ nhàng thôi. Có một lưu ý là mình không nên sử dụng những cái vật nhỏ để mình kẹp vô mình lau ở trên này, mình có thể dùng tay là được rồi. Như vậy là mình đã vệ sinh xong rồi, mình sẽ chờ mặt khô. Chúng ta sẽ lau tiếp sang những cái chân chì này. Như vậy là mình đã tiến hành vệ sinh xong cao su và bo mạch. Thì ở đây chúng ta còn một cái là nút nguồn. Chúng ta sẽ tiến hành tháo nút nguồn này ra. Có một số trường hợp là nút nguồn của mình vẫn còn cắm, mà mình bật nguồn nó không lên hoặc làm sao đó, thì nguyên nhân chủ yếu cũng là do bụi nó bị đóng ở trong cái mặt này. Mình cũng có thể dùng cồn mình vệ sinh ở trong cái mặt này. Mình sẽ cho một ít cồn vô đây, mình vệ sinh như này, thì mình có thể nhắc vài lần
để cho cồn nó vô trong và nó sẽ tẩy được cái ten cái bụi ở trong đó ra, thì nước nguồn của mình sẽ hoạt động lại bình thường. À, như vậy là mình đã tiến hành tháo xong cái phần bo mặt ở trên mặt nạ và mình đã tiến hành vệ sinh, và lát nữa mình sẽ thay thế linh kiện. Rồi, tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một bộ bàn phím của Custman K150. Thì để tháo được cái bàn phím này ra thì chúng ta sẽ tháo toàn bộ ốc ở trên này, thì chúng ta sẽ lấy được bàn phím ra. Rồi, sau khi mà mình tháo toàn bộ ốc ở trên bàn phím ra thì mình sẽ gọi gọn ốc sang một bên để tránh trường hợp lạc mất ốc. Đó, mình sẽ bỏ qua một bên. Rồi, mình đã tháo toàn bộ ốc ra. Sau khi tháo ốc ra thì mình chưa thể lấy được cái bộ bàn phím này ra ngay, tại vì nó sẽ bị kẹt, nó còn một cái lẫy ở bên dưới nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bàn phím. Thì các bạn để ý cho mình ở dưới này, cái bàn phím của mình sau khi tháo ốc ra thì nó chưa có lấy được liệt, nó bị kẹt một cái lẫy như này. Thì mình sẽ sử dụng một tay mình đẩy ngược bàn phím sát vào cái cạnh này, tay còn lại mình sẽ lòn xuống dưới, mình hất nhẹ lên thì bàn phím của mình sẽ lấy ra được. Đó, như vậy là mình đã tháo được bàn phím ra. Mình làm tương tự với tất cả các cái phím còn lại, mình nên làm theo một chiều từ bên phải sang bên trái hoặc là từ bên trái sang bên phải và ngược lại. Mình tránh trường hợp mình lấy ở đoạn giữa này ra trước, nó sẽ bị kẹt, nó khó lấy, nên mình sẽ thực hiện mình lấy từ bên phải sang bên trái. Các bạn có thể làm từ bên trái sang bên phải nếu các bạn thuận tay trái. Đó. Đó, mình chỉ cần mình hất nhẹ lên là mình đã lấy ra được. Tiến hành lấy từng phím ha. Rồi, cái này thì mình cũng làm nhẹ nhàng, tránh trường hợp bị gãy phím. Rồi, như vậy là mình đã lấy được một cái tiếp theo. Rồi, mình làm tương tự với tất cả các còn lại. Như vậy là mình đã tiến hành tháo xong toàn bộ cái phần bàn phím. Thì các bạn thấy là cái phần bo phím của khách này nó khá là bụi và khá là dơ. Thì đây cũng là một cái nguyên nhân mà nó gây ra cho chúng ta cái hiện tượng là bị mất tiếng hoặc là bị nổ tiếng. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái này trước. Mình sẽ sử dụng cái cọ này, mình vệ sinh cái cao su phím này trước. Như vậy là mình đã tiến hành vệ sinh xong cái phần bên trên của cao su. Thì bây giờ để tháo được cái bo mặt này ra thì chúng ta sẽ tháo toàn bộ cái dàn ốc này ra. Rồi, mình đã tháo xong toàn bộ ốc của bo phím thì mình sẽ để ngay ở trên cái hộp cạnh này luôn, để mình không có bị lộn với cái ốc ở trên bo mặt này. Lát mình sẽ sử dụng ốc này mình lắp lại. Rồi đây, mình đã tháo ra được bo bàn phím. Ở đây có các dây cao su như của anh khách này bị rớt ra một cái dây cao su rồi nè. Mình sẽ kiểm tra lại cái này xem còn hoạt động không. Rồi, để tháo được dây cao su ra thì mình dùng tay mình lột nhẹ nhàng lên. Đó. Rồi mình đã lấy được dây cao su. Đó, như vậy là mình đã tháo xong toàn bộ dây cao su. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng cồn và bông gòn mình vệ sinh cái bo mặt này. Tại vì cái bo mặt này, cái nguyên đoạn này vẫn còn hoạt động bình thường, chỉ có một cái phím cuối này không kêu thôi. Thì mình bây giờ mình sẽ thử dùng cồn mình vệ sinh chỗ này xem nó có hoạt động không. Rồi, chúng ta cũng lau nhẹ nhàng, không nên mặt tay với những cái bo mặt này. Rồi, chúng ta cũng vệ sinh lần lượt hết tất cả cao su được. Thì cái nguyên nhân chính mà thường hay xảy ra đó là do bụi nó lọt vào trong những cái
cái chân trì này nó làm cho bị mất tiếng. Thì bây giờ mình vệ sinh cho sạch lại rồi mình lặp lại, mình thử xem nó có lên tiếng lại không. Rồi tiện đây mình cũng hướng dẫn các bạn một cái lỗi mà khắc phục nhanh khi mà các cái chân cao su này nó bị hết chì. Có một số chân nó còn đen, có một số chân thì nó bị trắng ở một chỗ này, thì mình có một cái khắc phục nhanh để mình sử dụng tạm thời. Nhưng mà cách này thì mình sẽ không sử dụng được lâu, mình chỉ có thể chơi được một ít bữa, thì khi mình hết cái chì này nó cũng bị lại. Cách tốt nhất là mình sẽ thay luôn cái dây đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cái cách khắc phục là mình sẽ sử dụng cái cục than chì này để mình bôi lên cái phần này. Thì khi bôi á, mình chú ý là mình chỉ bôi trong cái phần đen này thôi, cái phần đen nhỏ nhỏ này thôi, mình không có bôi lên sang bên này. Đó. Sẽ tiến hành bôi. Đó. Thì bây giờ nó đen trở lại này. Đó, đây là một cách khắc phục nhanh nếu trong cái trường hợp mà cái cao su của mình nó bị hết than. Thì cách này mình sẽ chơi được bình thường được một ít hôm, nhưng mà sau khi mà mình đánh nhiều quá, cái lớp than này nó bay đi thì nó sẽ trở lại, thì lúc đó mình nên thay cái dây cao su mình luôn. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành vệ sinh xong dây cao su, bôi than cho dây cao su. Và bây giờ mình tiến hành mình lắp cái mặt này lại để mình kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường ở cái nốt cuối cùng này không. Nếu như không được thì mình tiếp tục. Mình lấy một dây mới mình thay vào thử. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể khắc phục nhanh tại nhà, ai cũng có thể làm được. Khi nào mà nó bị liên quan, nó hư tới cái mặt này, các bạn nên gửi lại về cửa hàng cho chúng mình để chúng mình kiểm tra và sửa chữa. Rồi, khi lắp cái bo mặt này vô thì mình để ý cái hàng chốt trên này, nó có một cái ngàm. Thì mình sẽ đưa cái bo này vô cái ngàm này. Rồi, mình đưa đều rồi mình ấn nhẹ xuống cho nó khớp với các cái ngàm này là được. Rồi bây giờ mình tiến hành vào ốc rồi. Ốc nãy mình để bên này thì mình sẽ sử dụng cái ốc này. Mình lắp vô lại. Rồi một lưu ý nhỏ mà khi chúng ta lắp ốc nha, thì chúng ta sẽ bắt nhẹ nhàng vào những cái lỗ này, tại vì những cái lỗ này nó rất dễ là bị tuôn, làm con ốc của mình bị xoay tròn. Nên mình sẽ bắt nhẹ vào những cái lỗ đó thôi, không siết quá tay, nó vừa cứng thôi là được. Như vậy là mình đã lắp ốc xong. Và tiếp theo là mình sẽ gắn cái dây cao su này vào lại trên cái bo mặt này. Thì chúng ta để ý trên cái bo này nó có những cái lỗ nhỏ, thì nó sẽ khớp với những cái râu ở trên dây cao su này. Bây giờ mình sẽ cho những cái râu này vô những cái lỗ đó. Để gắn lại được thì mình nên chuẩn bị một cái cây nhọn như cái tăm á, để mình chọc nó xuống những cái lỗ đó. Đó, nó sẽ khớp với từng vị trí lỗ ở trên này. Thì bây giờ mình sẽ chọc nhẹ xuống. Và cái này mình chọc nhẹ thôi. Mình chọc nhẹ xuống rồi mình dùng một tay mình ấn ngay cái chỗ cái râu đó xuống, thì nó sẽ giữ lại. Mình không có chọc mạnh quá để tránh làm rách cái dây cao su này. Rồi, ở phần cao su này thì mình nên nhẹ nhàng ha. Khi mà chúng ta lắp những cái chân này vô đúng cái vị trí của nó thì mình lắp vào rất là dễ dàng. Đó, như vậy là mình đã lắp xong dây cao su đầu tiên. Tất cả những dây còn lại thì mình cũng làm tương tự. Thank you.
Rồi, bây giờ mình sẽ ấn lại một lần nữa cho những râu này nó dính chặt vô mặt phim của mình để trong quá trình sử dụng nó được ổn định. Rồi, làm lần lượt với các cái vị trí của nó. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành vệ sinh xong bo phím cũng như là cao su. Bây giờ mình tiến hành mình lắp lại cái bộ bàn phím này. Thì để lắp được cái bộ bàn phím này, mình để ý này, ở dưới này nó có các cái khe nhỏ. Thì mình sẽ để những cái chân này vào những cái khe đó mà mình ấn nhẹ nhàng xuống là nó sẽ vào. Rồi, mình tiến hành từ bên trái qua ha. Mình để ớp với cao su, ớp với từng cái lỗ, từng cái vị trí này. Rồi mình ấn nhẹ xuống. Rồi, như vậy là mình đã gắn được cái bàn phím vào. Rồi, mình gắn lần lượt những cái phím còn lại theo cái cách như vậy. Khi chúng ta mà đặt nó vô đúng cái khớp thì mình chỉ cần ấn nhẹ là nó tự động nó xuống, không cần phải dùng lực nhiều. Và sau khi gắn bàn phím xong mình kiểm tra lại lần nữa từ các phím nó đã vào hết chưa. Sau khi nó vào hết rồi mình tiến hành mình lắp ốc lại, ốc dài nha các bạn, dài mình lắp lại trên những vị trí này. Đây mình cũng mắt vừa tới thôi, không siết quá mạnh. Rồi, như vậy là mình đã làm xong bộ bàn phím rồi. Thì bây giờ mình kiểm tra lại lần nữa trên các phím của mình bấm nó đã ổn định, nó đã đúng với vị trí cao su chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ tháo ốc ra mình chỉnh lại. Rồi, như vậy là bàn phím của mình đã ok. Rồi, như vậy là mình đã lắp xong bàn phím. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lại linh kiện của cái mặt nạ này. Mình sẽ lắp bảng điều khiển. Các bạn lưu ý là phải lấy đúng ốc của bo mặt. Rồi, cái mặt này nó rất là nhạy cảm nên khi mình bắt ốc á, thì mình cũng bắt nhẹ nhàng vừa tới rồi, không nên siết quá mạnh. Rồi, mình lắp mặt phụ. Mình lắp kế tiếp nguồn. Là lắp nút nguồn. Tiếp theo đó là màn hình. Rồi, có một lưu ý là khi mà mình lắp màn hình đó, thì mình sẽ để cái chân này bên này để tránh cái trường hợp của mình, cái màn hình của mình nó sẽ bị ngược. Ví dụ mình đặt như vậy là nó sẽ bị ngược. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái hình ảnh mà mình chụp lúc đầu. Để mình xem lại xem cái màn hình này, cái chân này nó sẽ quay ở bên trái là bên phải. Rồi, như trong hình của mình là cái chân nó nằm ở bên trái thì mình sẽ cho cái màn hình ở bên trái thì nó sẽ đúng. Còn nếu mà mình để ngược lại như vậy thì màn hình nó sẽ bị ngược. Rồi, mình sẽ để bên trái. Kế tiếp là mình sẽ lắp ốc màn hình. Rồi, như vậy là mình đã lắp xong toàn bộ ốc của bo mặt này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng điện thoại, chúng ta co lại cái hình lúc đầu chúng ta chụp và chúng ta sẽ cắm lại các cái giắc kết nối này cho nó đúng với cái vị trí của nó. Rồi, đầu tiên là mình sẽ co dây màn hình. Màn hình đi từ đây qua đây. Màn hình, mình cắm dây màn hình đi từ đây qua đây. Rồi, khi cắm thì mình cũng cắm nhẹ nhàng ra, tránh trường hợp cắm mạnh tay làm nó gãy mấy cái chân này. Rồi,
Tiếp theo mình sẽ cắm dây nguồn. Dây nguồn từ đây xuống đây. Dây nguồn. Rồi dây của mặt phụ. Rồi dây này hai chân nó sẽ vô đây. Rồi dây này sẽ từ đây vô đây. Cộng dây dài nhất nó sẽ ở trên này. Ở đây người ta có chuẩn bị cho mình một miếng băng dính. Mình có thể dính lại cái cọng dây này. Đó, để cho nó khỏi bị lỏng. Rồi. Rồi, tiếp theo là dây loa. Thì dây loa. Dây loa này của mình nó sẽ bắt chéo các bạn. Loa bên này thì mình sẽ cắm nó ở vị trí bên ngoài này. Dây bên này thì mình sẽ cắm vòng qua bên này. Rồi mình còn dư hai cọng dây hai vị trí này. Đây sẽ là dây dắt của bàn phím. Rồi ở đây có một cái lưu ý ha, khi mà mình cắm cái dây dắt của bàn phím thì ở trên bàn phím người ta có ghi này, cây led và cây bright. Thì led là bên dây bên trái, còn bright dây bên phải, nó sẽ tương ứng với hai cọng dây này. Dây này là dây bên trái, dây này là dây bên phải. Thì mình sẽ cắm đúng vị trí đó để tránh cái trường hợp cái bộ tiếng trên bàn phím của mình nó sẽ bị đảo ngược. Nếu như mà mình cắm dây bên trái vô dây bên phải, dây bên trái vô dây bên phải, thì cái tiếng trầm của mình nó bị đảo ngược lên trên này. Và bên phải vô bên trái thì cái tiếng cao ở trên này nó bị đảo ngược như vậy. Thì nên mình sẽ cắm đúng dây. Đây là dây bên phải, mình sẽ cắm vô bên phải. Rồi, đây là dây bên trái, mình sẽ cắm vô bên trái. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái hình hồi nãy chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem mình đã cắm đủ các dây và cái kết nối của nó chưa. Rồi như đây mình coi trên hình mình thấy còn thiếu một vị trí của cái dây hộp pin. Đây, dây hộp pin thì chúng ta sẽ cắm một cái vị trí cuối cùng còn lại. Rồi, như vậy là mình đã kết nối xong thành bộ dây dắt đúng với ban đầu của nhà sản xuất người ta cắm. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lắp lại. Rồi mình lật ngược lại. Rồi ở đây thì mình khoan bắt ốc lưng và liệt, mình sẽ cắm điện và mình kiểm tra lần nữa xem có đúng như các chức năng của nó chưa. Rồi, như lúc đầu là mình bị một cái lỗi là cái tiếng ở khu vực này nó không kêu, thì bây giờ sau khi mà mình tiến hành vệ sinh cao su cũng như bo phím thì cái phím này nó đã hoạt động trở lại. Là cái lỗi ở đây là nó do bị bụi và bị rớt cao su rồi thôi. Và cuối cùng mình sẽ lắp ốc mặt lưng. Như vậy là mình đã tiến hành tháo lắp và thay thế xong linh kiện của đàn Kirkman K150 cũng như là vệ sinh cao su và vệ sinh bo phím. Rồi bây giờ mình sẽ test lại lần nữa trước khi giao trả đàn cho khách. Như vậy là mình đã khắc phục được cái lỗi mà mất tiếng ở trên cái phím cuối cùng này. Bây giờ nó đã hoạt động là bình thường. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra tiến hành là tất cả các phím một lần nữa. Rồi, mọi thứ đều hoạt động ok. Mình kiểm tra tới các bảng số. Và cái số vẫn hoạt động bình thường, cộng trừ vẫn mình nhận. Rồi, rip. Ok. Chức năng cũng không hoạt động bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn và tiến hành trả đàn cho khách. Chúc mọi người thành công.